Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh bất động sản Quyên Hôm nay mình sẽ nói về sức hút đất nền vùng ven giảm mạnh. Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư cùng với hiệu sức sốt đất đi qua khiến nhu cầu tìm kiếm và giao dịch của thị trường đất nền tại nhiều tỉnh thành có xu hướng giảm mạnh. Theo thống kê về thị trường bất động sản tháng 5 của bất động sản.com.vn, sự quan tâm của nhà đầu tư đối với đất nền giảm mạnh trong tháng 5 do tác động từ dịch Covid-19 bùng phát. Lượng quan tâm phân khúc đất nền tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là những tỉnh có số lượng ca nhiễm có sự suy giảm rõ rệt. Cụ thể, so với tháng 4 2021, mức quan tâm giảm 19% chung cho toàn thị trường. Đây cũng là mức giảm của thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh thành có mức độ quan tâm giảm sâu nhất là Bắc Giang 49%, Bắc Ninh và Hà Nam 46%, Vĩnh Phúc 38%, Đà Nẵng 36% và Quảng Nam 35%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đất và đất nền vốn là loại hình bất động sản hấp dẫn giới đầu tư nhưng có lượng quan tâm giảm mạnh trong tháng 5. Lượng quan tâm tìm kiếm đất nền giảm 18% trong khi sản phẩm đất nền dự án giảm đến 29% chỉ trong vòng 1 tháng. Xu hướng tìm kiếm đất nền giảm mạnh ở các khu vực vùng ven như thành phố Thủ Đức quận Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn và Cần Giờ. Thống kê của chợ tốt nhà cho thấy tại thành phố Hồ Chí Minh, giá bán nhà liền hổ trung bình tại huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, quận 12 là những khu vực hiếm hoi vẫn duy trì mức 60 triệu đồng trên mét vuông, trong đó giá bán tại Bình Chánh và Củ Chi là thấp nhất ở mức lần lượt là 21 triệu đồng trên mét vuông và 15 triệu đồng trên mét vuông. Nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam cũng ghi nhận sự quan tâm sụt giảm mạnh khi lô hình đất nền gần như đều có nhu cầu mua đi xuống. Mức quan tâm đất nền tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Long An đều giảm từ 11 đến 13% so với tháng trước. Bình Dương là tỉnh có mức giảm thấp nhất, vào khoảng 9%. Trong khi nhiều tỉnh thành khu vực miền Tây có nhu cầu mua không biến động nhiều do thị trường này từ đầu năm đến nay vẫn tăng trưởng ổn định. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy để lại một tim và nhấn theo dõi kênh Bất Động Sản Quyên Hôm nhé!